Đẹp không? Đẹp. Chào Nhấp. Ơ à, này, mình ném rồi con. Tôm. Đạp đạp đừng đạp đồ chơi đó. Tôm lấy nhả cát mà ném rồi này. Bạn nghe. Làm cuốn nhỏ em được thế ta. Làm nhà cho đẹp đi. Làm nhà cho đẹp. Không biết rồi. Có cái số cơ. Ruby ra chơi nấy. Mang dẹp ra chơi nấy. Tẹp, à tôm. Cạt lên cội. Trên đầu em rồi. Thôi chờ cho bác phụ nhá. Thôi thôi thôi. Chưa là cái thằng đi. Phụ được lấy cạt mà đối được nghe chưa. Đôi đôi gòn quá trời. Ừ. Đôi đôi đâu ta? Ừ. Đó, em Ruby đó. Không, ra chơi đi. Bận mà đang ăn chơi. Chờ nặng ui mô bên. Anh đâu mà cái xe của em nó rồi. Trong đâu? Ba cái xe của em nó ba ở trong đâu rồi? Đó. Không, phải trong đâu. Đó tới bên sau đó. Ở trong đâu? Ở trong cũng củng cố. Mày định là ra ngoài hả? Chỗ khác nhộn gớm bí. Chào mình bạn đại về. Bảo dịch cho bảo quân tài. Ngoài anh đi sáng chỉ có một cái mưa to. Thế lên nửa đó, bay 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 à. Ôi Huế cái đoàn. Có đoàn mưa to rồi luôn. Chẳng có nữa nha. Ờ bị chịu dò của ai đúng không ta? Giật chứ xe chứ nhà của ai được cậu à? Giá cầu rồi. À giá cầu cậu á. Dạ. Giờ muốn cái mày có. Không hai xì cho mày. Dạ. Em mini xe nào. Dạ. Đi khỏi nắng khỏi mưa khỏe. Dạ, đem một dâu được rồi, dừng đó. Dạ, không. Phải hơn 20 năm. À, phải 5, 30 năm ấy chứ. Dạ, cậu ấy.
cái góc này là nhiều tuổi lắm rồi mới đem về đây. Dạ. Khi mà cái đúng kiểu là cả trăm năm. Cả trăm năm nữa dạ. Dạ đó. Trăm năm to trăm lắm, trăm lắm. Dạ, phát triển trăm lắm. Dạ. Cái máy này bữa đã mất cửa chết nó trên này. Vừa lâu cửa uống. Uống ấy à. Cái máy nhà em dưới bên cửa ai cửa. Ờ, về vối lấy vối thuộc nhưng mà ký lại đấy phải không? Dạ. Yeah. Cái như đấy giờ ngoài họ chặt cho lấy lại đấy. Dạ. Dạ. Tam trực liệu đấy. Trực liệu đấy. Chưa gì mày sụt lở chứ còn mày có đài tóm chứ con gì không thấy. Họ bé trăm con cuốn chết rồi. Ờ. Bên nó không cứ ngồi mà con to nữa rồi. Ờ, đi cho ruộng uống đấy. Thằng túi ăn lên chừng này bé lên chừng này bé trăm chết đấy. Mấy chi? Phí. Tam đi. Tam đi giường đó. Thằng rực tập chết. Rực cái trăm sức. Dạ. Ờ. Con trăm gì cũng như hô bá cổ cái này. Ờ à, đúng rồi. Thằng bé trăm chết. Cũng chết luôn. Cớ nó mà tim lên bài. Chưa. Làm đang cũng vô còn mấy con to lắm nữa. Thằng bé cũng được chát. Chát xuống. Mà vả thì đi. Nướng tướng mấy con to. Cá quẩy đi thằng bé nó chát nữa. Chát nữa. Chát nữa mà thằng mới lên bút được đôi mút thế mà người cả đời rất. Chứ nói với thằng nông tao này, nó có ví là ú cho lá liệt rồi mình rất đập chị trớn hết luôn. Lại cái nông nón là cái giấm dạ. Nón chứ này thì bên ngắm cuộc ướm là con lấy lên ví bên bán là nấu đạp ú chứ. Thôi đi, chậm. Cái vò đi giấm này thằng mân chứ mình cũng đi lốt. Thằng đi lốt cái vò bán nữa. À, tại tạm vò tàu. À. Dạ. Vò là chi? Vò tàu đi.